Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Trước khi vào nghe chuyện thì Khánh Duy cũng xin chia sẻ một chút. Thì lúc nãy tập 361 thì Khánh Duy có đặt nhầm video là 362. Thì tập này mới là tập 362. Thì Khánh Duy nhắc để một số bạn đỡ phải hoang mang, đỡ phải thắc mắc. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 362 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Tứ Diện Thần cũng một lần nữa ngây ngô đần độn, đồng dạng với Thiên, đã trải qua một lần rồi lại một lần luân hồi. Hai vị tồn tại cường đại nhất ngã vào trong thời không luân hồi, không ngừng tuần hoàn chuyển hóa, một lần rồi lại một lần đứt tay. Sau khi thanh tỉnh, liền quên mất chuyện vừa rồi phát sinh, ngay sau đấy sẽ lại một lần nữa thanh tỉnh. Cứ như vậy nhiều lần, không biết qua bao lâu, Tứ Diện Thần đột nhiên thi triển nhất niệm vạn giới sinh, sau đấy nhìn thấy vạn giới do chính mình sáng tạo ra không ngừng rơi vào trong một đạo rồi lại một đạo viên hoàn. Bất quá tốc độ rơi vào mặc dù nhanh, thế nhưng cũng cấp cho hắn thời gian trong một cái tinh thần của hắn ba động, một cỗ tinh thần hào hạo đáng đáng xông vào trong khu luân hồi thứ bảy, cũng không biết có chuyển tới trong tay của luân hồi thánh vương hay không. Lại trải qua không biết là bao lâu, một bàn tay đột nhiên xuất hiện vươn vào trong thời không tuần hoàn, bấm tay búng một cái, búng lên trên luân hồi hoàn. Đạo luân hồi hoàn kia phát ra một tiếng đinh nhỏ, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thiên phốc thông quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, phù phù thở hổn hển. Toàn thân của hắn mồ hôi chảy như mưa. Tứ Diện Thần cũng từng ngụm mà thở hổn hển, kinh hồn chưa định. Đa tạ luân hồi đạo hữu tương trợ. Một lúc sau, Thiên đứng thẳng lên, xa xa chắp tay nói: Hai vị đạo huynh không cần khách khí, kiện bảo vật do Thái Hoàng luyện chế này quả thật là không tầm thường, vận dụng từ không luân hồi, kỳ diệu tới cực điểm. Thanh âm của luân hồi thánh vương từ xa truyền tới, thế nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Hắn nói: Ta trước mắt còn đang luyện chế bảo vật chấn áp di động của một ta khác, hai vị đạo huynh thứ cho ta không thể đích thân đi tới được. Sao? Chấn áp di động của một ta khác sao? Thiên và Tứ Diện Thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ: Lẽ nào luân hồi thánh vương cho tới hiện tại vẫn chưa hoàn toàn dung hợp hay sao? Bái kiến Thiên. Hơn 500 vị đại đế thượng cổ đi tới, toàn thân đầy máu, chắp tay bái kiến Thiên, sau đấy lại bái kiến Tứ Diện Thần. Đứng lên đi. 800 đại đế đối phó với hai mao đầu tiểu tử Trung Hoàng Thần và Trung Thanh Võ lại còn chết trận hơn 200 người, các ngươi thật quá khinh suất rồi. Thiên lướt nhìn bọn họ một cái, cười lạnh một tiếng nói: Các vị đạo hữu, các ngươi vẫn còn hơn 1.400 đại đế nữa, sao không thấy bọn họ đi tới vậy? Chưa đến hai mặt nhìn nhau, một vài vị đại đế nói: Bọn họ có chí hướng riêng rồi, cũng không muốn trở mặt với Thế Hoàng, bởi vậy... Không muốn trở mặt với Thế Hoàng, đó là muốn trở mặt với ta hay sao? Thiên biến thành một mảnh thiên khung, trên thiên khung xuất hiện một gương mặt, cười lạnh một tiếng nói: Nếu bọn họ không chịu xuất thủ tương trợ, cùng nhau diệt trừ Thế Hoàng, vậy thì giao lục đạo giới ra đi. Lục đạo giới này không chỉ là bí cảnh nguyên thần của bọn họ, đồng dạng cũng là từng kiện trọng báo. Bọn họ đã không tham dự, vậy cũng không xứng có được đám lục đạo giới này nữa rồi. Đi theo ta, đi lấy những lục đạo giới này. Chư đế vội vàng đuổi theo, tiến về phía lục đạo giới gần nhất. Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ Tứ Diện Thần nói: Vừa rồi ta nhất thời không cẩn thận chúng phải ám chiêu của Thái Hoàng, liên lụy tới đạo huynh. Lần này đạo huynh tới đây gặp ta là có chuyện gì vậy? Trong lòng của Tứ Diện Thần vẫn còn sợ hãi, nghe hắn hỏi vậy mới nói:
Ngươi thật lâu cũng chưa thể đánh hạ được 64 thần thánh của Hoàng Triều, vì vậy ta mới chạy tới xem ngươi có cần trợ thủ hay không. Ê, vừa rồi ta nhất thời không cẩn thận trúng phải ám chiêu của Thế Hoàng, liên lụy tới đạo huynh. Mà lần này đạo huynh tới đây gặp ta là có chuyện gì vậy? Trong lòng của Tứ Diện Thần vẫn còn sợ hãi, nghe hắn hỏi vậy mới nói: Ngươi thật lâu cũng chưa thể đánh hạ được 64 tòa thần thánh của Hoàng Triều, vì vậy ta mới chạy tới xem ngươi có cần trợ thủ hay không. Thiên lạnh nhạt nói: Không dám nhọc lòng đạo huynh, lần này ta có chuẩn bị sung túc rồi, phá 64 tòa thần thành dễ như trở bàn tay, đạo huynh cứ việc đứng một bên xem trò vui là được. Tứ Diện Thần cười ha hả nói: Có những lời này của ngươi ta liền yên tâm rồi. À mà đúng rồi, Khởi Nguyên đạo huynh đưa tin nói, nếu ngươi không được thì nói một chút, bọn ta sẽ hạ giới tương trợ. Trong lòng của Thiên kẽ động, cười lại một tiếng nói: Hiện tại chưa cần bọn họ xuất thủ, đợi tới thời điểm dẫn xuất Thái Hoàng, mong rằng bọn họ có thể hạ giới triệt để diệt trừ Thái Hoàng, đừng có tới lúc đấy bọn họ lại không dám xuống. Mà vào lúc này, trong Luân Hồi Hoàn, đám người Trung Hoàng Thần đã đi tới Thái Dương Cung của Tổ Đình. Đám người đáp xuống đất không ngừng thổ huyết, ai nấy cũng đều thân bị trọng thương, nguyên thần và nhục thân cơ hồ tán loạn tan rã. Một lúc lâu sau, đám người mới miễn cưỡng chấn áp thương thế xuống, nhao nhao mở ra Phục Khí Thần Nhãn nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một đạo viên hoàn to lớn khôn cùng bao phủ hết thảy không gian phụ cận tổ tinh. Thời không ở bên ngoài viên hoàn từ từ lưu động, đứng ở nơi này có thể nhìn thấy ngoại giới, thế nhưng từ bên ngoài lại không cách nào nhìn thấy được nơi này. Thế cục ngoại giới đã vô cùng nguy cấp rồi. Sắc mặt của Trung Hoàng Thần âm tình bất định, phun ra một ngụm chọc khí nói: Năm xưa phụ hoàng đưa Luân Hồi Hoàn cho ta, đoán chừng là đã dự liệu được thế cục hiện tại, bởi vậy muốn lưu lại chút mầm mống cho Phục Hy thần tộc, để cho ta kể cả tổ tinh đồng thời tiến vào trong Luân Hồi Hoàn. Nếu như tương lai hắn thua rồi, chúng ta và nhân tộc ở trên tổ tinh chính là hy vọng đông sơn tái khởi. Trong lòng của Trung Thánh Võ cũng trầm trọng nói: Ta sao có thể an thân ở nơi này ngồi nhìn phụ mẫu huynh đệ tỉ mỗi ở bên ngoài liều mạng cho được. Hoàng thần ca, phụ hoàng là muốn ngươi lưu lại chút mầm mống, cũng không muốn ngay cả ta cũng lưu lại ở nơi này. Ta phải đi ra ngoài đồng sinh cộng tử với Hiếu Văn đại ca bọn họ. Trung Hoàng Thần lắc đầu nói: Ta cũng muốn ra ngoài, bất quá phụ hoàng đưa Luân Hồi Hoàn cho ta, chỉ dạy cho ta làm sao tiết khởi, cũng không dạy ta làm sao mới có thể rời khỏi Luân Hồi Hoàn. Thần thông của phụ hoàng không thể đo lường được, đoán chừng chúng ta hiện tại không thể rời khỏi Luân Hồi Hoàn đi được rồi. Đột nhiên một bàn tay thiêu đốt đại hỏa hừng hực từ trên không trung rơi xuống. Trung Thanh Võ tiếp được bàn tay này, ngẩng đầu nhìn lên nói: Bàn tay thiên rơi xuống nơi này, chúng ta có thể men theo quỹ tích rơi xuống của nó, nói không chừng là có thể đi ra ngoài được. Hắn phóng người bay lên, xông ra khỏi Thái Dương Cung, lại thấy phía trước luân hồi vô cùng vô tận, con đường bàn tay thiên rơi xuống sớm đã hoàn toàn biến mất, không thể men theo quỹ tích tìm được mà đường ra ngoài. Đúng lúc này lại có một bàn tay nữa từ trên thiên không rơi xuống, mang theo khí hỗn độn cuồn cuộn. Bàn tay này là của ai đấy? Trung Thanh Võ nhất thời dại ra, bắt lấy đại thủ của Tứ Diện Thần quan sát một phen, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ là bàn tay của Tứ Diện Thần ư? Bàn tay Tứ Diện Thần như thế nào cũng rơi vào trong Luân Hồi Hoàn vậy. Hắn cũng không biết Luân Hồi Hoàn xoay chuyển thời không, luân hồi chuyển hóa, Tứ Diện Thần chạy tới cứu giúp thiên cũng bị luân hãm vào trong đấy. Luân Hồi Hoàn bên ngoài bất đồng với bên trong, bên ngoài sẽ một lần rồi lại một lần luân hồi, mà thời gian bên trong lại là thời gian bình thường. Hắn quay về Thái Dương Cung nói: Muốn rời khỏi nơi này, trừ phi có thể phá giải đại đạo luân hồi và đại đạo không gian trụ quang của phụ hoàng, ta không có bản lĩnh này. Đây là một đạo khảo nghiệm, phục khi hậu thế chỉ khi nào tu luyện tới tình trạng có thể phá giải được đại đạo vũ thanh trụ quang và đại đạo luân hồi của Trung Nhạc, lúc này mới có thể rời khỏi luân hồi hoàn, kế thừa chí hướng của phục khi thần tộc mà đông sơn tái khởi. Không phá giải được, vậy nơi này chính là thế ngoại chi địa của phục khi thần tộc. Thời gian sẽ cho bọn họ hy vọng phục khi và nhân tộc hậu thế có thể ở nơi này không ngừng sinh sôi nảy nở. Đợi tới tương lai thần thông đạo pháp tiến bộ, trung quy sẽ có một đời phục khi siêu việt hơn Trung Nhạc, rời khỏi luân hồi hoàn. Nơi này có Trung Hoàng Thần, Trung Thánh Võ, lại có 20 vị địa hoàng phục khi, truyền thừa sẽ có thể kéo dài tiếp xuống, đời đời sinh sôi nảy nở, dần dần lớn mạnh. Đây là hậu thủ mà Trung Nhạc lưu lại cho kết cục xấu nhất trong tương lai kia, ký thác hy vọng lên trên người của bọn họ. Các vị địa hoàng phục khi cũng nhất thời trầm mặc. Năm xưa thời điểm Trung Nhạc giao Luân Hồi Hoàn cho Trung Hoàng Thần, hiển nhiên là đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng phụ hoàng,
Ta không muốn trở thành phục thương đâu. Trung Thánh Phó Dư Lệ lẩm bẩm nói. Lão nhân lưng còng bên cạnh hắn, thân thể khẽ run lên một cái, không nói lời nào. Trong tòa Thái Dương Cung này còn có đồ vật khác kìa. Đại Diệu Đế đột nhiên có phát hiện, vội vàng nói. Các ngươi mau tới xem một chút đi, nơi này có một quả đại cầu, giống như luân hồi thiên cầu vậy. Tinh thần của Trung Thánh Võ đại chấn, vội vàng chạy qua xem, ngữ khí vui vẻ nói. Luân hồi thiên cầu sao? Nếu thật là kiện luân hồi thiên cầu của thiên đình kia, chúng ta ngược lại có thể mượn uy năng của luân hồi thiên cầu mà rời khỏi nơi này được rồi. Bọn họ đi tới nội bộ Thái Dương Cung, chỉ thấy một kiện thiên cầu thật lớn phiêu phù ở nơi đấy. Chu thiên diễn biến đại đạo lục giới không ngừng luân hồi. Kiện thiên cầu này mặc dù khổng lồ, thế nhưng so với kiện luân hồi thiên cầu của thiên đình kia thì nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Luân hồi thiên cầu của thiên đình chính là tập hợp trí tuệ của chư đế, chư thần vương và trung nhạc. Phong ngữ chung chế tạo ra to lớn khôn cùng, chính là đệ nhất chí bảo từ cổ chí kim. Trước đây, ngay cả đạo giới tàn phá kia cũng bị đánh xuyên, mà kiện thiên cầu trước mặt bọn họ mặc dù cũng rất to lớn, thế nhưng chỉ là bản phòng chế của kiện luân hồi thiên cầu kia mà thôi. Trong kiện thiên cầu này còn cất giấu kinh điển đạo tàng. Bảo Hy Đế vươn tay ra vuốt ve luân hồi thiên cầu, lập tức có phát hiện. Hắn kinh ngạc nói, trong kiện thiên cầu này bao gồm vô tận tri thức của hoàng triều, thần thông đạo pháp của tất cả các tộc đều ẩn chứa trong đó, cơ hồ vô cùng vô tận. Các vị địa hoàng và trung hoàng thần, trung thanh võ vội vàng cẩn thận kiểm tra. Nội mộ bản phòng chế luân hồi thiên cầu là có tinh thần ba động hạo hãn, ghi lại công pháp thần thông và đại đạo lĩnh ngộ rộng lớn như biển, chia làm lục giới thiên. Nghĩ muốn đọc xong toàn bộ điển tịch nơi này một lần, chỉ sợ thời gian một vạn năm cũng chưa chắc có thể làm được. Hơn nữa, lĩnh ngộ của đạo giới chính là cao thâm nhất. Nghĩ muốn tìm hiểu đại đạo của đạo giới càng vô cùng khó khăn, có khả năng dốc tận thời gian cả đời cũng chưa chắc có thể làm được, có thể tham ngộ được. Thái Hoàng cất giấu kinh điển đạo tàng ở nơi này, quả thật là muốn để cho chúng ta lưu lại ở đây, tiếp tục sinh sôi nảy nở, phục hy thần tộc rồi. Sư Dịch Đế buồn bã nói, kinh điển đạo tàng chỉ có một bản, sợ rằng nơi này chính là một bản duy nhất rồi. Đạo tàng trong thiên đình chỉ là bản giá mà thôi. Tinh thần của Trung Thánh Võ đột nhiên kẽ động, hô hấp có chút dồn dập nói, phụ hoàng chắc chắn sẽ không để cho lý niệm đại đạo của chính mình thất truyền. Trong này nhất định là có lĩnh ngộ liên quan tới đại đạo luân hồi của phụ hoàng. Chỉ cần tìm hiểu thấu triệt đại đạo luân hồi của hắn ta, chúng ta sẽ có thể rời khỏi nơi này được rồi. Thời điểm phụ hoàng giao luân hồi hoàn cho hoàng thần ca ca, đại đạo luân hồi của hắn vẫn chưa viên mãn. Luân hồi hoàn nhất định là có chỗ thiếu hụt rồi. Có lẽ rời khỏi nơi này cũng không khó khăn như chúng ta tưởng tượng vậy. Ánh mắt của đám người nhất thời sáng lên, vội vàng điên cuồng kiểm tra kinh điển đạo tàng trong luân hồi thiên cầu. Một lúc lâu sau, Bảo Hy Đế rốt cuộc đã tìm được công pháp của Trung Nhạc. Trung Nhạc lạc ấn hoàn chỉnh toàn bộ những công pháp đại đạo của chính mình và trong luân hồi thiên cầu, hiển nhiên là muốn lưu lại truyền thừa của chính mình. Công pháp của hắn Bắc Đại Tinh Thâm giống như một hệ thống phức tạp to lớn khôn cùng. Chỉ riêng công pháp của hắn thôi cũng đã đủ khiến cho người ta nghiên cứu mấy trăm ngàn năm đằng đẵng. Trong này cũng có cả pháp môn nghịch chuyển tiên thiên nữa này. Thái Hạo Đế thất thanh nói, Thái Hoàng vậy mà ghi chép lại pháp môn nghịch chuyển tiên thiên vào bên trong này. Hắn không chịu ngoại truyền nhưng vẫn lưu lại cho chúng ta. Bất quá bọn họ không có thời gian nghiên cứu pháp môn nghịch chuyển tiên thiên mà toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tìm hiểu đại đạo luân hồi. Đại đạo luân hồi bao gồm đại đạo của cả lục giới, là loại đại đạo đại nhất thống đầu tiên. Lúc trước Trung Nhạc đã truyền thụ cho bọn họ, cho dù là 20 vị địa hoàng, toàn bộ cũng đều được truyền thụ. Chỉ là mỗi người tìm hiểu được có cao có thấp, có nhiều có ít. Hơn nữa, mỗi người tìm hiểu trọng điểm bất đồng cũng không nhận được toàn bộ ảo diệu của đại đạo luân hồi của Trung Nhạc. Nhưng hiện tại, ghi chép trong kinh điển chính là đại đạo luân hồi hoàn chỉnh mà năm xưa Trung Nhạc đã tu luyện. Trong đấy có đủ loại cảm ngộ của Trung Nhạc, càng thuận tiện cho bọn họ lý giải lĩnh ngộ hơn. Càng quan trọng hơn chính là Trung Nhạc tại thời điểm chế tạo luân hồi hoàn vẫn chưa tu thành đại đạo tiên thiên luân hồi. Một bộ phận rất lớn trong đấy đều là hậu thiên, càng cấp cho bọn họ hy vọng mà rời khỏi luân hồi hoàn. Trung Thánh Võ đề nghị, chúng ta không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thăm ngộ ra đại đạo luân hồi, nhất định phải phân đoạn nghiên cứu, mỗi người nghiên cứu một bộ phận, sau đó chỉnh hợp quy nhất lại mới có thể trong khoảng thời gian ngắn rời khỏi nơi này được. Thái tử Thánh Võ nói chính phải. Đám người khổ tâm nghiên cứu,
đại đạo luân hồi mà Trung Nhạc lưu lại trong luân hồi thiên cầu so với hiện tại mặc dù còn có không ít khiếm khuyết. Hậu thiên luân hồi chiếm cứ hơn phân nửa, nhưng đây chẳng qua là so với đại đạo tiên thiên luân hồi. Đối với đám người Trung Hoàng Thần, Trung Thanh Võ và 20 vị địa hoàng, đại đạo luân hồi này vẫn như cũ giống như thiên thư vậy, tối tăm và khó hiểu, ảo diệu ngàn vạn, bao gồm luân hồi của toàn bộ đại đạo, của hết thảy sinh linh, của không gian, thời gian, của hết thảy linh hồn trong lục giới. Đại đạo luân hồi bao quát vạn tượng, biến hóa ngàn vạn, bao gồm các loại đại đạo, các loại ảo diệu, dù sao cũng là loại thần thông đại đạo đại nhất thống đầu tiên. Một người nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi nghiên cứu triệt để đại đạo luân hồi là tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù đám người Trung Hoàng Thần phân đoạn nghiên cứu, thế nhưng vẫn khổ cực vạn phần, phải sử dụng hết thảy tài trí mới có thể giải khai những bộ phận rắc rối, khó hiểu trong đại đạo luân hồi. Thời gian một ngày rồi lại một ngày trôi qua, thời gian trong luân hồi hoàn tương đồng với ngoại giới, ai cũng không biết tình hình chiến đấu ngoại giới là như thế nào, tu vi tiến cảnh của bọn họ cũng từ từ mà đề thăng lên. Tại lục đạo giới, thiên hơn 500 vị đại đế thượng cổ và tứ diện thần đi tới từng tòa lục đạo giới, trực tiếp gặp mặt chủ nhân của những lục đạo giới này, nói ngay vào điểm chính. Người có hai lựa chọn, hoặc là đầu nhập vào chỗ ta, hoặc là giao ra lục đạo giới. Đám đại đế thượng cổ đối mặt với thiên, có kẻ luyến tiếc biết cảnh nguyên thần kiếp trước của chính mình, tuyển chọn đầu nhập vào, lại có kẻ tuyển chọn rời khỏi, giao lục đạo giới lại cho thiên. Một đường đi xuống, lại có hơn 400 vị đại đế thượng cổ gia nhập vào trận danh của thiên, hơn 700 vị đại đế thượng cổ còn lại thì chấp nhận giao ra lục đạo giới, rời xa trận thị phi này. Sao không xử tử luôn 700 đại đế kia đi? Tứ diện thần khẽ nhíu mày, liền hỏi thiên. Đạo hữu, đám đại đế này bị ngươi cướp đoạt lục đạo giới, trong lòng tất sẽ sinh hiểm khích, nói không chừng sẽ trở mặt thành thù, đối nghịch với ngươi, đầu nhập vào chỗ Thái Hoàng. Nếu đã như vậy, sao lại không nhổ cỏ tận gốc đi? Thiên mỉm cười nói. Đạo huynh lời ấy sai rồi. Hơn 700 đại đế này đầu nhập vào Thái Hoàng, cơ hồ là chuyện tất nhiên. Nhưng ta lại không thể thống hạ sát thủ với bọn họ được. Cướp đoạt lục đạo giới của bọn họ, ta vốn dĩ cũng đã đối lý rồi. Nếu như lại giết chết bọn họ, tất nhiên sẽ khiến cho đám đại đế dưới trướng nội bộ lục đục, sẽ có càng nhiều đại đế phản bội chúng ta hơn. Thân là thống soái cũng không thể tùy tiện làm bậy. Nếu như tùy tiện làm bậy, mất lòng chúng sinh, vậy thì lại bất cập hại rồi. Tứ diện thần cười lạnh một tiếng nói. Đám đại đế này đối với chúng sinh chính là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng ở trong mắt chúng ta toàn bộ chỉ đều là con kiến hôi. Mất lòng bọn họ thì có sao? Thiên lắc lắc đầu, ngữ khí có chút khinh bỉ nói. Đạo huynh ngu muội à, đường kim thế gian, vạn đế cùng chiều. Lực lượng của vạn đế là một cỗ lực lượng cường đại tới mức nào đây? Nếu như vạn đế đồng tâm hiệp lực, thi triển đạo giới, ngay cả đạo giới cũng có thể đánh tan được. Có tôn đạo thần nào lại dám chống lại lực lượng cấp bậc này đây? Sắc mặt của tứ diện thần nhất thời cứng đờ, thiên tiếp tục nói. Vốn dĩ đại đa số đại đế trên thế gian đều là nhận được dư ấm của Thái Hoàng, lúc này mới có thể thành đế được. Năm xưa, đại đế đi theo Thái Hoàng nhiều tới tận hơn 3.000 vị. Cực kỳ trung tâm đối với Thái Hoàng. Lúc đó răng sơn của Thái Hoàng căn bản không ai có thể dao động được. Tạo thành tình trạng như hiện tại chính là do hư không giới sụp đổ. Vô số đế linh hạ giới chuyển thế đầu thai, khiến cho trên thế gian đã có thêm mấy ngàn vị đại đế. Thiên nhàn nhạt nói. Các đế linh từ hư không giới hạ giới thành đế sẽ không trung thành với Thái Hoàng. Trái lại còn cảm thấy Thái Hoàng đã lũng đoạn thiên địa chính thống kìa. Cộng thêm mỗi người đều đã có dã tâm, không chịu thần phục Thái Hoàng. Đều cảm thấy chính mình có thể làm ra một phen sự nghiệp, bởi vậy mới sinh ra phản tâm, có thể mượn lực được. Nếu như chúng ta đẩy bọn họ tới phía đối lập với bản thân, chính là trợ giúp cho Thái Hoàng, lấy lòng bọn họ, dùng để đối phó với chúng ta. Dù sao Thái Hoàng cũng không xuất thủ giết chết 3.000 đại đế thượng cổ. Vì sao đây? Chính là đạo lý đồng dạng, không muốn đẩy càng nhiều thế lực về phía chúng ta, không phân tốt xấu, giết chóc lung tung, chỉ là hành vi ngu muội. Đạo huynh ngay cả một điểm này cũng không nghĩ ra hay sao? Tứ diện thần cười ha hả nói. Ta chỉ tin vào lực lượng. Nếu như lực lượng đủ cường đại sẽ có thể chấn áp vạn đế. Kẻ nào không phục liền giết kẻ đó thôi. Ngu muội. Thiên mỉm cười nói. Nếu Thái Hoàng cũng có suy nghĩ giống như ngươi vậy, sớm đã bị ta xuất lĩnh vạn đế diệt trừ rồi. Mà nếu ta và đám người khởi nguyên đạo huynh có suy nghĩ giống như ngươi vậy, cũng sớm đã bị Thái Hoàng xuất lĩnh vạn đế diệt trừ từ lâu rồi. Đạo huynh à,
Ngươi là sinh vật hỗn độn, cảnh giới mặc dù cao thâm, thế nhưng rất nhiều thứ ngươi cũng không hiểu. Tứ Diện Thần cười lại một tiếng nói, vậy ta liền nhìn một chút xem, ngươi dựa vào đám đại đế này làm cách nào công phá 64 tòa thần thành của hoàng triều đấy. Công phá 64 tòa thần thành đối với ta cũng không khó khăn bao nhiêu, ta có 10 phần nắm chắc có thể phá giải trận thế của Vân Quyền Thư. Thiên tiếp tục nói, chỉ là người bảo ta đồng thời liều mạng với đám tồn tại bọn Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ, Đại Toại này, chẳng phải là bảo ta tự đi tìm chết hay sao? Đạo huynh, chúng ta chỉ là tranh cãi một chút mà thôi, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Tứ Diện Thần cười ha hà nói, người công phá 64 tòa thần thành, đám người Đại Toại, Lôi Trạch cứ giao cho chúng ta, ta đi xem Luân Hồi Thánh Vương một chút vậy, chuyện này nhất định không thể thiếu hắn được. Hắn bị một bản thân khác quấy nhiễu, ta còn phải đi xem một chút xem là chuyện gì xảy ra, tránh cho tới lúc đó hắn không thể xuất thủ, vậy thì nguy rồi. Thiên gật đầu, xuất lĩnh chư đế mang theo hơn 2.000 tòa lục đạo giới tiến về phía 64 tòa thần thành. Chư đế thượng cổ của lục đạo giới lúc trước sớm đã mang theo 600 tòa lục đạo giới chạy tới bên ngoài 64 tòa thần thành. Trong đại chiến lúc trước đã có mấy trăm tòa lục đạo giới bị đám người Trung Hoàng Thần đánh nát, hiện tại còn lại không tới 2.700 tòa lục đạo giới. Trận chiến này, 3.000 lục đạo giới có thể bảo lưu lại hay không? Sinh linh trong những lục đạo giới này có thể tiếp tục sống sót hay không? Cũng chưa thể nói trước được. Nếu như cả 3.000 lục đạo giới đều bị đánh nát, vậy năm giới hiện tại lại sẽ mất đi thêm một giới nữa. Tới lúc đấy, chỉ sợ đại đạo thiên địa sẽ một lần nữa cải biến. Thần thông đạo pháp lại xảy ra biến hóa, không biết sẽ tạo thành biến động tới đâu. Bất quá, đại chiến bạo phát, sinh linh trong đám lục đạo giới này nhất định sẽ gặp tai ương. Cái gọi là chúng sinh ở trong mắt của thiên và những đại đế thượng cổ này thật sự không tính là cái gì cả. Tứ Diện Thần mượn đường khu luân hồi thứ 7 đi tới thánh địa luân hồi. Thánh địa luân hồi ở trong đạo giới mới, trọng điệp vào đạo giới. Đây chính là chỗ xảo diệu của khu luân hồi thứ 7. Nếu như Trung Nhạc không thôi động khu luân hồi thứ 7 xuyên qua đạo giới, vậy thánh địa luân hồi sẽ không thể trọng điệp vào đạo giới. Chỉ cần nhất thống luân hồi của đạo giới, vậy sẽ liền trọng điệp. Cho dù năm xưa Trung Nhạc không làm như vậy, Luân Hồi Thánh Vương cũng sẽ làm như vậy. Trung Nhạc đoạt mất cơ duyên nhất thống luân hồi đại đạo của đạo giới và của Luân Hồi Thánh Vương, khiến cho Luân Hồi Thánh Vương tại thời điểm mở ra đạo giới mới không đạt được bất cứ chỗ tốt gì cả, bởi vậy khiến cho Luân Hồi Thánh Vương vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá tới hiện tại, Trung Nhạc vẫn chưa bước vào đạo giới, bởi vậy hắn vẫn chưa đặt tới tay cơ duyên của đạo giới kia. Chỉ khi nào hắn tiến vào đạo giới mới có thể đạt được bút cơ duyên này. Tứ Diện Thần đi tới luân hồi đạo giới, tiến vào thánh địa luân hồi. Trong thánh địa luân hồi không ngừng dao động, ba động khủng bố trùng kích bốn phía, trùng kích cho từng cái vũ trụ, bọt khí bay loạn bốn phía. Thánh địa luân hồi rất không tầm thường. Trước đây, tòa thánh địa này đã từng bị Trung Nhạc dùng bạo lực trực tiếp phá hủy. Bất quá, nó dù sao cũng là thánh địa do đại đạo luân hồi diễn sinh, bản thân có thể tự mình luân hồi trọng sinh được. Sau khi Luân Hồi Thánh Vương trở về nơi này, tòa thánh địa luân hồi này cũng một lần nữa hoàn chỉnh trở lại. Hiện tại duy nhất không hoàn chỉnh chính là Luân Hồi Thánh Vương. Lúc trước, sau khi đạo giới mới kiến thành, Trung Nhạc đã trả đại đạo luân hồi hoàn chỉnh lại cho Luân Hồi Thánh Vương. Chỉ là không ngờ, Luân Hồi Thánh Vương bị Trung Nhạc chém ra làm đôi, đã hoàn toàn biến thành hai người. Cả hai tôn Luân Hồi Thánh Vương đều muốn trở thành kẻ trưởng khống một chính mình khác, vì vậy đã mạnh mẽ xuất thủ, đại chiến nhau tới mức thiên hôn địa ám. Lúc đấy Trung Nhạc bị đạo quang đạo giới truy sát, lại làm trái khế ước hỗn độn, lạc ấn hỗn độn, muốn biến hắn thành khí hỗn độn. Bởi vậy, chính là thời khắc suy yếu nhất của Trung Nhạc. Nếu như Luân Hồi Thánh Vương nhân cơ hội này đánh loạn đại đạo luân hồi trong cơ thể Trung Nhạc, sẽ có thể khiến cho đạo quang đạo giới chém chết hắn được, khiến cho lạc ấn hỗn độn luyện hóa hắn. Đáng tiếc chính là khi đấy Luân Hồi Thánh Vương ốc còn không mang nổi mình ốc, chính mình đánh với chính mình tới mức máu đầu máu mặt, lại lo lắng bị Trung Nhạc xuất lĩnh đại đế dưới trướng nhân cơ hội đánh chết bọn họ, bởi vậy hai người vừa ác chiến mà vừa bỏ chạy. Trận chiến này từ một đầu của vũ trụ giết tới đầu còn lại, từ hiện tại giết tới quá khứ, rồi lại từ quá khứ giết tới tương lai, giằng co trên dưới 100 năm mới chấm dứt một đoạn. Cuối cùng, Tôn Luân Hồi Thánh Vương bên cạnh Khởi Nguyên Đạo Thần kia, bởi vì từng cùng với đám người Trung Nhạc Khởi Nguyên Đạo Thần trở về quá khứ mở ra đạo giới cũ, đã nhận được cơ duyên đại đạo do mở ra đạo giới cũ mang lại, lúc này mới chiếm được thượng phong, thôn phệ một cái chính mình khác. Nhưng Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu hóa hết.
vậy mà đã một lần nữa tắc loạn, thật sự là nằm ngoài dự liệu của Tứ Diện Thần. Tứ Diện Thần vừa đi tới thánh địa luân hồi, đột nhiên nhìn thấy Hắc Đế từ trong thánh địa hốt hoảng phóng vọt ra kêu lớn: "Tứ Diện đạo huynh chạy mau, luân hồi thánh vương đã nổi điên rồi, đây là một cái bẫy, hắn muốn thôn phệ tất cả chúng ta kìa." Tứ Diện Thần nhất thời cả kinh, ngay sau đấy chợt tỉnh ngộ lại: "Hắc Đế không phải là đang ở trong đạo giới hay sao, sao lại xuất hiện ở nơi này?" Thế nhưng đã không kịp nữa, gã Hắc Đế kia đã phóng tới bên cạnh của hắn, hai tay chụp một cái, biến thành một đạo viên hoàn, bao phủ Tứ Diện Thần vào trong viên hoàn. Tứ Diện Thần nhất thời cảm thấy thiên hôn địa ám, không ngừng tả xung hữu đột, nhưng thủy chung cũng không thể xông ra khỏi đạo viên hoàn kia được. Trong đạo viên hoàn này ẩn chứa lực lượng cực kỳ quỷ dị, lại có thể cải biến lực lượng của nhục thân và nguyên thần của hắn, cải biến thuộc tính đại đạo của hắn, khiến cho hắn không khỏi cả kinh thất sắc. "Nguy rồi, ta đã rơi vào trong luân hồi, cái tên Hắc Đế này tất nhiên là tôn luân hồi thánh vương kia tắc loạn, muốn ám toán ta cũng không dễ dàng như vậy đâu, hỗn độn chi thân." Thân thể của hắn lay động, biến thành chân thân hỗn độn, bốn phía là hỗn độn hải cuồn cuộn. Khi hỗn độn lượn lờ, tạo nghệ của luân hồi thánh vương trên không gian luân hồi và trụ quang luân hồi không bằng được trung nhạc. Uy năng của đại đạo luân hồi tập kích tới lại không thể luân hồi được hỗn độn. Tứ Diện Thần thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng không thể rời khỏi đạo viên hoàn này, chỉ đành ngồi trong khí hỗn độn lẳng lặng mà chờ đợi. Một lần chờ này chính là thời gian mấy trăm vạn năm đằng đẵng, nhưng Tứ Diệt Thần vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn ngồi ở đấy. Rốt cuộc có một ngày, một bàn tay chỉ thiên ngoại vươn tới bóp nát vòng luân hồi kỳ dị này. Tứ Diệt Thần rời khỏi vòng luân hồi, đảo mắt tìm kiếm bốn phía, đã không thấy bóng dáng của Hắc Đế giả đâu nữa. Chỉ có một tôn luân hồi thánh vương đang đứng trước mặt chính mình. Nghĩ tới chính là tôn luân hồi thánh vương đã giải cứu chính mình ra. Luân hồi thánh vương vội vàng khom người nói: "Đạo huynh chịu khổ rồi, ta nhất thời không cẩn thận để cho một cái chính mình khác chạy thoát ra khỏi cơ thể, vì thế mới khiến cho đạo huynh trúng chiêu, cũng may là cũng không kéo dài bao lâu cả." Tứ Diện Thần nhất thời kinh ngạc hỏi: "Ta bị nhốt trong đó tới mấy trăm vạn năm, bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi?" "Tính toán cũng không tới một khắc cả." Luân hồi thánh vương nói: "Lúc ta đi tới nơi này, một cái ta khác đã bỏ chạy mất rồi, mời đạo huynh cùng ta đi hàng phục hắn. Bất quá đạo huynh nhất định là phải cẩn thận, tạo nghệ của cái tên kia trên đại đạo luân hồi cũng không kém ta đâu. Đợi tới lúc gặp được hắn, đạo huynh trực tiếp thống hạ sát thủ, đánh hắn trọng thương, không thể để cho hắn có cơ hội thi triển ra thần thông luân hồi, bằng không sẽ liền nguy hiểm. Tu vi của ngươi đều cao hơn ta và hắn, nếu ngươi lại lưu thủ, nhất định sẽ bị hắn ám toán mất thôi." Tứ Diện Thần nói phải, luân hồi thánh vương dẫn đầu đi trước, xông vào đám vũ trụ bọt khí bốn phía xung quanh thánh địa luân hồi. Hắn nói: "Hãy đi theo ta." Tứ Diện Thần lập tức bám sát theo hắn. Đám vũ trụ bọt khí này thoạt nhìn cũng không lớn, thế nhưng tiến vào trong đấy lại là mênh mông vô bờ. Chỉ là tất cả những tồn tại tiến vào trong đấy cũng đều sẽ bị ép thành giấy mỏng, biến thành người giấy. "Cái ta kia đã đào tẩu khỏi vũ trụ này rồi." Luân hồi thánh vương phóng người bay lên không trung, rời khỏi cái vũ trụ bọt khí này, lập tức từ hình thái mỏng như trang giấy biến thành huyết nhục đầy đặn. Tứ Diện Thần cũng phóng người nhảy ra ngoài, hai người xuyên toa qua từng cái vũ trụ bọt khí. Một lúc lâu sau, luân hồi thánh vương mỉm cười nói: "Hắn chính là đang ở phụ cận." Tinh thần của Tứ Diện Thần chấn động, âm thầm vận khởi pháp lực. Đúng lúc này chỉ nghe một đạo thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc nói: "Tứ Diện đạo huynh, sao ngươi lại ở đây vậy?" "Cẩn thận, tôn luân hồi thánh vương kia cũng không phải là ta đâu, người đã trúng kế của hắn rồi." Tứ Diệt Thần còn đang kinh hãi ngây người, tôn luân hồi thánh vương bên cạnh hắn đã giết về phía tôn luân hồi thánh vương còn lại, cười lạnh một tiếng nói: "Đạo huynh, còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Đừng cấp cho hắn cơ hội ám toán ngươi." Tứ Diệt Thần nhất thời nghiêm nghị, vội vàng tiến lên cũng giết về phía tôn luân hồi thánh vương kia. Hai người chỉ trong mấy chiêu đã đánh cho tôn luân hồi thánh vương kia thổ huyết. Tôn luân hồi thánh vương kia giận dữ, đột nhiên quát lớn một tiếng. Chỉ thấy một cái cây cột lớn từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng cắm ở trung tâm ba người. Tứ Diện Thần vội vàng lùi về phía sau, chỉ thấy thời không luân hồi nghịch chuyển, đại thiên thế giới giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy, không ngừng chuyển động bốn phía xung quanh của hắn. Các loại đại đạo hỗn loạn khiến cho hắn ngoại trừ thân hóa hỗn độn ra, lại không còn thủ đoạn nào khác. "Thần cây sinh mệnh cổ thụ, luân hồi thung." Tứ Diện Thần thấp thanh nói: "Thánh vương, người mới là thật." Tôn luân hồi thánh vương kia đứng trên luân hồi thung tràn ngập nộ khí nói:
Ta đương nhiên là thật rồi, nhưng hắn cũng không phải là giả. Ngươi đã trúng kế của hắn. Hắn sau khi ám toán ngươi vẫn chưa từng rời khỏi, chỉ là cải biến dòng chảy thời gian trong luân hồi, khiến cho ngươi hoảng hốt, cho rằng ngoại giới cũng đã trôi qua trong chốc lát. Hắn lại giải cứu ngươi ra, khiến cho ngươi liên thủ với hắn ám toán ta kìa. Lúc này, Tứ Diện Thần mới tỉnh ngộ lại. Tôn Luân Hồi Thánh Vương đã ám toán chính mình này, dẫn theo chính mình tiến vào từng cái vũ trụ bọt khí. Cũng không phải là tìm kiếm Tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại, mà là cố ý lưu lại tung tích hấp dẫn đối phương tới tìm chính mình. Sau đấy, hợp lực lượng của hai người đánh trọng thương một chính mình khác, cuối cùng thôn phệ đối phương. Cái này cũng không khỏi quá giàu hoạt rồi. Tôn Thánh Vương còn lại đâu rồi? Hai người đảo mắt tìm kiếm bốn phía, chỉ thấy Tôn Thánh Vương kia đã biến mất, không thấy đâu nữa. Chính là nhìn thấy mưu kế đã bị nhìn thấu, nhân cơ hội mà chạy trốn. Luân Hồi Thánh Vương thu hồi Luân Hồi Thung, tìm kiếm tung tích đối phương ở bốn phía, đột nhiên cười lại một tiếng nói: "Ngươi chính là ta, mà ta chính là ngươi, ngươi còn muốn trốn thoát khỏi truy tung của ta hay sao? Mà Tứ Diện đạo huynh, lần này ngươi nhất định là phải cẩn thận, đừng có nhận lầm nữa đấy." Tứ Diện Thần liên tục gật đầu nói: "Người đã đạt được đại đạo luân hồi hoàn chính, lại dùng sinh mệnh của thú luyện thành luân hồi thung, sao còn có thể để cho một nửa chính mình còn lại tác loạn được, khiến cho người luống cuống tay chân như vậy được?" Sắc mặt của Luân Hồi Thánh Vương nhất thời âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói: "Thái Hoàng lúc đó giả vờ rộng rãi trả đại đạo luân hồi hoàn chính lại cho ta, thế nhưng lại đã động tay động chân trong đại đạo luân hồi." Tứ Diện Thần bị dọa cho sợ hết hồn: "Trung Nhạc đã động tay động chân trong đại đạo luân hồi sao? Hắn sao có thể động tay động chân được gì chứ?" Luân Hồi Thánh Vương hận ý ngập trời nói: "Cái tên này đã giấu xuống đủ các loại sát chiêu trong đại đạo luân hồi, trong thần thông cất giấu thần thông, trong đại đạo cất giấu đại đạo, trong luân hồi cất giấu luân hồi, trong sát trận ẩn chứa sát trận. Cho dù ta có đạt được đại đạo luân hồi hoàn chính, lại tại thời điểm luyện hóa đại đạo luân hồi mấy lần sống sót sau cái chết kìa, rất nhiều lần suýt chút nữa chết dưới bố trí của hắn ta. Ngay cách đây không lâu thôi, ta luyện thành luân hồi thung, dự định dùng uy năng của luân hồi thung phá giải sát chiêu của hắn. Không ngờ lại trúng phải độc thủ của hắn ta, cho nên thân tử đạo tiêu. May nhờ thánh địa luân hồi vẫn còn, lúc này mới không triệt để tử vong, mượn thánh địa phục sinh trở lại. Nhưng một cái ta khác cũng vào lúc đó không thể khống chế được, chạy thoát khỏi cơ thể ta kìa." Lúc này Tứ Diện Thần mới hiểu được tiền căn hậu quả, có chút giờ khóc giờ cười, trong lòng lại hoảng sợ không thôi. Trung Nhạc lưu lại chướng ngại vật cho Luân Hồi Thánh Vương, vậy mà có thể cản chân Luân Hồi Thánh Vương cho tới hiện tại vẫn chưa thể thoát khỏi, thật sự là đáng kính đáng sợ. "Nguy rồi, một cái ta khác đã chạy ra khỏi thánh địa luân hồi rồi." Sắc mặt của Luân Hồi Thánh Vương đại biến, vội vàng tăng nhanh tốc độ đuổi về phía trước. Hắn gấp gáp nói: "Nếu để cho hắn chạy mất, ta chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể hoàn chỉnh rồi hay sao? Đạo huynh, hãy mau giúp ta một tay đi." Hai người điên cuồng phóng chạy về phía trước. Vừa mới bay ra khỏi thánh địa luân hồi, đột nhiên vội vàng dừng bước lại. Sắc mặt Tứ Diện Thần và Luân Hồi Thánh Vương đều trở nên khẩn trương, thần sắc nghiêm nghị. Trước mặt bọn họ chỉ thấy Tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại đang đứng ở nơi đấy, mà bên cạnh của hắn lại có thêm một người nữa. Kẻ này chắp hai tay ở sau lưng, khuôn mặt bao phủ trong từng tầng quang mang, không thể nhìn thấy dung mạo. "Hỗn độn thật khiếu!" Luân Hồi Thánh Vương khẽ hô lên một tiếng, khóe mắt nhảy lên một cái, khách khách khí khí nói: "Đạo huynh, có thể trả một nửa ta kia lại cho ta được hay không? Luân hồi ta vô cùng cảm kích người." Tứ Diện Thần cũng mỉm cười nói: "Sư huynh, chúng ta cùng xuất thân từ hỗn độn, xem như là đồng môn, không biết có thể cấp cho ta một cái mặt mũi, trả lại Tôn Thánh Vương này lại cho luân hồi đạo hữu hay không? Ta nhất định cảm kích bất tán." Toàn thân của gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lượn lờ thần quang, lạnh nhạt nói: "Vừa rồi Luân Hồi Thánh Vương đã đáp ứng đầu nhập vào ta, chính là bộ hạ của ta. Nếu như bộ hạ của ta lại bị các ngươi ăn tươi, vậy mặt mũi của ta còn đâu nữa đây?" Cặp mày của Luân Hồi Thánh Vương nhíu chặt, Luân Hồi Thung một lần nữa xuất hiện, sát khí đằng đằng. Một cái chính mình khác quan hệ tới việc hắn có thể hoàn chỉnh hay không, quan hệ tới thành tựu tương lai của hắn. Hắn tuyệt đối không khoan nhượng một cái chính mình khác rơi vào tay người khác, cho dù đối phương cũng là thần nhân hỗn độn thất khiếu, thần bí khó lường đi chăng nữa. Tứ Diện Thần thì lại có chút chần chừ, khai chiến với thần nhân hỗn độn thất khiếu, trong lòng của hắn 100 lần không tình nguyện. Nếu hắn một lần nữa trở thành đạo thần, khai chiến với thần nhân hỗn độn thất khiếu, hắn ngược lại không chút sợ hãi. Thế nhưng quan trọng là
chính mình đã bị đánh ra khỏi đạo giới, có muốn lại tiến vào cũng có chút khó khăn. Bởi vậy những năm qua hắn đều luôn luôn hành tẩu tại hạ giới, tìm kiếm cơ duyên tiến vào đạo giới, cho tới hiện tại vẫn luôn chưa quay trở lại cảnh giới đạo thần. Hắn đang đợi khởi nguyên đạo thần tiếp dẫn. Bất quá Luân Hồi Thánh Vương lại là chủ lực đối phó với Trung Nhạc, nếu không có Luân Hồi Thánh Vương tương trợ, có thể trừ đi Trung Nhạc hay không vẫn chưa thể nói trước được. Hơn nữa, cho dù có thể trừ đi Trung Nhạc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tử thương thảm trọng. Ai cũng không biết người chết sẽ là kẻ nào, ai cũng không muốn người chết là chính mình. Chỉ có Luân Hồi Thánh Vương mới có thể suy yếu Trung Nhạc, phá giải đại đạo luân hồi của Trung Nhạc, khiến cho đạo quang đạo giới đột nhiên bột phát, lấy đi tính mạng của Trung Nhạc. Tứ Diện Đạo Huynh xuất thủ! Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên bạo khởi, tế khởi Luân Hồi Thung giết về phía trước. Hắn quát lớn. Thực lực của hắn mặc dù cường hoành, thế nhưng tuyệt đối đánh không lại chúng ta liên thủ đâu. Tứ Diện Thần hạ quyết tâm cùng với Luân Hồi Thánh Vương giết về phía trước. Hắn nói. Sư huynh, ta cũng là bất đắc dĩ, đắc tội rồi. Lại nói, Luân Hồi Thung của Luân Hồi Thánh Vương vô cùng cường hoành. Dùng sinh mệnh cổ thụ làm cơ sở, dùng thân cây làm trung ương quán thông đại đạo luân hồi, dùng đại đạo luân hồi làm phần đầu, diễn biến ngàn vạn thời không đại đạo luân hồi, sửa đổi các loại quy tắc đại đạo, khiến cho thần thông đạo pháp của đối phương hoàn toàn vô dụng. Luân Hồi Thánh Vương vốn dĩ tinh thông thần thông đạo pháp mà chiến lực yếu kém, đại đạo luân hồi của hắn lại vô cùng tinh diệu, nhưng chiến lực của bản thân hắn lại không thể so sánh được với Tứ Diện Thần, Khởi Nguyên Đạo Thần. Nhưng hiện tại đã có thân cây sinh mệnh cổ thụ của Đại Tư Mệnh, dùng kiện bảo vật này luyện chế thành Luân Hồi Thung đã bù đắp khuyết điểm chiến lực của hắn, khiến cho chiến lực thẳng tắp đề thăng. Tứ Diện Thần chỉ là công kích mang tính thăm dò, mà hắn thì là điên cuồng công kích thần nhân hỗn độn thất khiếu. Thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đứng ở nơi đấy một bước không rời, mặc cho Luân Hồi Thánh Vương sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thôi phát uy năng của Luân Hồi Thung kinh khủng tới mức nào, thủy chung vẫn có thể tiện tay ngăn cản, dễ dàng thoải mái hóa giải uy năng vô biên của đối phương. Mà Tứ Diện Thần cũng va chạm mấy chiêu với hắn, đều bị đối phương tiện tay phá vỡ, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hai người đoàn đoàn chém giết xung quanh gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này, nhưng thủy chung cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì, mà lực lượng của đối phương lại càng lúc càng mạnh, hiển nhiên sự bình tĩnh đang dần dần biến mất, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát. Luân Hồi Thánh Vương cũng càng đánh càng sợ, trong lòng sinh ra sợ hãi. Chỉ là hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, nếu như lúc này hắn dừng tay lại sẽ bị đối phương mang đi một nửa chính mình còn lại, nhưng nếu tiếp tục đánh nữa, đối phương thật sự nổi giận, chỉ sợ chính mình sẽ không có kết cục gì đẹp. Đúng lúc này, trên thiên không đột nhiên đạo âm hạo hạo đãng đãng như sấm bên tai vang vọng thiên địa, chấn triệt luân hồi. Chỉ nghe một đạo thanh âm vô cùng dày nặng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đùng đùng. Thất khiếu đạo huynh, không nên động nộ. Một bàn tay khổng lồ xuyên qua luân hồi đạo giới, từ trong đạo giới đâm ra, đồng thời ấn về phía ba phương giao chiến. Tứ Diện Thần vốn dĩ cũng không dự định xuất thủ, bởi vậy còn lưu lại dư lực, vội vàng lách người né tránh. Luân Hồi Thánh Vương lại đã dốc toàn lực xuất thủ công kích của thần nhân hỗn độn thất khiếu. Lúc này, thu tay lại, lui về phía sau, đã không kịp nữa, chỉ đành toàn lực thôi động Luân Hồi Thung ngăn cản bàn tay kia. Ông một tiếng, vô số luân hồi bùng phát, kiện bảo vật Luân Hồi Thung này tuôn trào ra uy năng không gì sánh nổi. Vô số luân hồi cắt đứt, nỗ lực cắt ra uy năng trong trưởng lực đối phương, phân tách thành nhiều phần, lần lượt dùng luân hồi mà hóa giải. Thần nhân hỗn độn thất khiếu vẫn như cũ vô cùng thản nhiên, đứng sừng sững ở nơi đấy, tiện tay đánh ra một chưởng, nghênh đón bàn tay đang ấn xuống kia. Bàn tay từ trong đạo giới đột nhiên xuất hiện kia vô cùng trầm trọng, trong lòng bàn tay vang lên trận trận tiếng trống, trong tiếng trống lại có tiếng trống ngân dài. Tiếng trống giống như vạn đạo tịch diệt, không còn tồn tại, mà tiếng chuông lại là vạn đạo khởi nguyên ầm ầm bộc phát. Hai loại thần thông cực đoan khắc chế lẫn nhau, vậy mà đồng thời xuất hiện trong một trường này, không hề ảnh hưởng lẫn nhau, quả thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ầm 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 ầm. Hai tiếng nổ lớn vang lên, Luân Hồi Thánh Vương giơ lên một tiếng, thân bất do kỷ văng ngược về phía sau. Luân Hồi Thung và đại đạo luân hồi của hắn vẫn không thể tiếp được một trường này của khởi nguyên đạo thần, đã bị thương không nhẹ. Mà thần quang lận lờ, toàn thân thần nhân hỗn độn thất khiếu đột nhiên chấn động một cái, tiếp được một trường này của khởi nguyên đạo thần, vẫn như cũ lù lù bất động thanh sắc đứng ở nơi đấy. Thất khiếu đạo huynh quả thật là bất phàm. Trên thiên không, đạo giới chi môn mở rộng ra, khởi nguyên đạo thần cười ha hả, tay áo phiêu phiêu, đại bào bay lượn, từ trong đạo giới chi môn đi ra. Hắn cao giọng nói,
Nếu đạo huynh muốn che chở Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia, vậy tùy đạo huynh là được, không cần tranh chấp với nhau. Luân Hồi Thánh Vương giơ lên một tiếng nói, Khởi Nguyên đạo huynh cứ như vậy liền quyết định vận mệnh sinh tử của ta hay sao? Chưa từng hỏi qua ta một tiếng, không khỏi có chút khinh người quá đáng rồi. Khởi Nguyên đạo thần xoay người nhìn lại, ồ khẽ lên một tiếng hỏi, ồ vậy Luân Hồi đạo hữu muốn như thế nào? Sắc mặt của Luân Hồi Thánh Vương âm tình bất định, thoáng do dự trong chốc lát, cuối cùng than thở, cứ theo lời của Khởi Nguyên đạo huynh mà làm đi. Khởi Nguyên đạo thần cười ha hả, khí phách mạnh mẽ nói, ta hiện tại đã đột phá trở thành đạo thần chân chính, có thể hạ giới được rồi. Cảnh giới đạo thần này quả thật là bất phàm, có trách đại tư mệnh liều mạng cũng muốn trở thành đạo thần chân chính như vậy. Thật khiếu đạo huynh, ta muốn tiêu diệt Phục Hy, ngươi có tính toán gì hay không? Dẹp bỏ hỗn loạn, lập lại trật tự. Thần nhân hỗn độn thất khiếu bình bình đạm đạm lên tiếng nói một câu. Khởi Nguyên đạo thần kẽ nhíu mày, lần trước hắn từng hỏi qua mục đích gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này lên bờ cũng là câu trả lời này, lần này cũng lại là câu trả lời này. Hắn có chút không quá minh bạch mục đích thật sự của sinh linh đồng dạng tới từ hỗn độn này rốt cuộc là cái gì, dẹp bảo hỗn loạn gì, lập lại trật tự gì, hỗn loạn tính từ thời điểm nào, trật tự lại tính từ thời điểm nào. Hỗn loạn là bắt đầu tính từ thời điểm đại tư mệnh đánh nát đế tinh thần kỳ của Trung Nhạc, hay bắt đầu tính từ thời điểm Trung Nhạc xuất lĩnh sinh linh hậu thiên diệt trừ tiên thiên thần ma đây, hay là bắt đầu tính từ 300 vạn năm trước thời điểm Khởi Nguyên đạo thần từ trong hỗn độn lén đi vào cái vũ trụ này đây. Đại tư mệnh đánh nát đế tinh của Trung Nhạc đã thay đổi hướng đi của tương lai, khiến cho tương lai phần đục đến không chịu nổi, sinh vật hỗn độn không thể ngao du trong dòng thời gian. Về sau Trung Nhạc quật khởi sát phạt chinh chiến, diệt trừ sạch sẽ tiên thiên thần ma, chèn ép thiên vô cùng bá đạo, khiến cho thời đại thần kỷ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, đã hoàn toàn thay đổi tương lai. Cả hai câu chuyện đều đã tạo nên thời không sóng gợn, khiến cho thời không tương lai đã phát sinh cải biến. Nhưng trước hai chuyện này còn có một số chuyện đã thay đổi tương lai, ví dụ như Khởi Nguyên đạo thần từ trong hỗn độn tiến vào cái vũ trụ này, ví dụ như Tứ Diện thần từ trong hỗn độn tiến vào đạo giới. Lời nói của thần nhân hỗn độn thất khiếu rất đáng để nghiền ngẫm. Đạo huynh có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Khởi Nguyên đạo thần cười ha hả nói, ta ngược lại muốn nghe một chút xem đạo huynh làm sao dẹp bỏ hỗn loạn lập lại trật tự đây. Thái Hoàng chết rồi, tương lai sẽ trong suốt trở lại. Thần nhân hỗn độn thất khiếu nhàn nhạt nói, ánh mắt Khởi Nguyên đạo thần chớp động lên tiếng, diệt trừ Thái Hoàng tự hồ không cần giúp đỡ thiên, cũng không cần bắt giữ một tôn Luân Hồi Thánh Vương khác kìa. Mục đích của đạo huynh tự hồ không chỉ muốn diệt trừ Thái Hoàng đơn giản như vậy, có thể nào? Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lạnh nhạt nói, ta làm như thế nào cần phải giải thích với ngươi hay sao? Sắc mặt của Khởi Nguyên đạo thần cứng đờ, cười hăng hắc nói, đạo huynh đừng nóng giận, ta cũng chỉ muốn hỏi một chút mà thôi. Nếu ngươi đã muốn chân ngang một chân, vậy chúng ta có thể liên thủ cùng nhau đối phó với Thái Hoàng. Bản thân Thái Hoàng hiện tại đã không còn đáng lo, chỉ là đại đế dưới trướng của hắn quá nhiều, liên thủ lại đối với chúng ta thật ra cũng là một uy hiếp không nhỏ. Nếu có thể lại được đạo huynh tương trợ, tất nhiên sẽ càng nắm chắc phần thắng hơn. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia từ chối cho ý kiến, dẫn theo Tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại mà đi xa. Ánh mắt của Tứ Diện Thần chớp động nói, gã hỗn độn thất khiếu này quả thật có chút khả nghi. Hắn nói là muốn diệt trừ Thái Hoàng, thế nhưng lại xuất thủ cứu tính mạng của thiên, lần này lại cứu đi Tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại. Xem ra hắn cũng không phải an phận như vậy, hơn phân nữa là cũng muốn xây dựng thế lực của chính mình rồi. Thiên ở dưới trướng của hắn, thiên trưởng khống Hách Liên Khuê Ngọc, hắn lại trưởng khống thiên, có thể nói thế lực vô cùng to lớn. Mà hắn bắt giữ Tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại, vậy nhược điểm của Luân Hồi Thánh Vương cũng rơi vào trong tay của hắn ta rồi. Tương lai nó không chừng có thể dùng Tôn Thánh Vương kia đối phó với Luân Hồi Thánh Vương. Tầm cờ của hắn so với tưởng tượng của chúng ta còn thâm trầm hơn rất nhiều. Luân Hồi Thánh Vương nhất thời nghiêm nghị, thần nhân hỗn độn thất khiếu cứu một ta khác đi, là muốn đối phó với ta sao? Khởi Nguyên đạo thần gật đầu nói, xem ra hắn cũng không có chịu cô đơn đâu. Cái gọi là dẹp bỏ hỗn loạn lập lại trật tự đoán chừng là có một câu lý do, chỉ sợ hắn cũng không phải là muốn trở lại hỗn độn, mà là muốn lưu lại trong nơi phồn hoa này cẩn thận hưởng thụ lại một phen. Chỉ cần hắn có mục đích này thôi, vậy sẽ không có bao nhiêu xung đột với chúng ta rồi. Tứ Diện Thần gật đầu nói, Hắc Bạch Nhị Đế ở trong đạo giới có đột phá tu thành đạo thần hay không vậy? Khởi Nguyên đạo thần lắc đầu nói,
Bọn họ cảnh giới chưa tới đã rơi vào bẫy dập đạo thần, trong thời gian ngắn khó có thể hạ giới được. Vậy một người còn lại trong đạo giới thì sao? Tứ Diện Thần lại hỏi. Phong đạo tôn sao? Ánh mắt Khởi Nguyên đạo thần chớp động, có chút kiêng kỵ nói. Thực lực của hắn quả thật cường hoành, mặc dù đã rơi vào bẫy dập đạo thần, nhưng bất cứ lúc nào cũng có khả năng đột phá đại đạo luân hồi của luân hồi thánh vương kìa. Thánh vương, ngươi còn có thể vây khốn hắn được bao lâu nữa đây? Luân hồi thánh vương mỉm cười nói. Chỉ cần đạo giới vẫn còn trọng điệp với luân hồi đạo giới, hắn đừng mơ tưởng nhảy ra khỏi bẫy dập do ta bày ra. Gã phong đạo tôn này quả thật là rất cao. Nếu không phải ta xuất thủ vây khốn hắn, chỉ sợ hắn đã nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần từ rất lâu rồi kìa. Không gian đạo giới và luân hồi đạo giới trọng điệp với nhau. Luân hồi thánh vương chính là từ trong luân hồi đạo giới thì pháp vây khốn phong hữu chung trong bẫy dập đạo thần, khiến cho hắn không thể nhảy thoát được. Khởi Nguyên đạo thần khí phách dâng trào, cười hăng hắc nói. Thái hoàng còn đang đợi phong đạo tôn từ trong đạo giới đi ra giúp hắn một tay, chỉ sợ hắn đợi tới chết cũng không đợi được phong đạo tôn đâu. Thánh vương yên tâm, chỉ cần chuyện này kết thúc đi, thánh vương cũng có thể trở thành đạo thần. Đi thôi, đã tới lúc đi gặp đám người đại toái lôi trạch một chuyến rồi. Ba người cùng nhau rời đi. Mà ở bên kia, gã thần nhân hỗn độn thất khiếu đi tới trên không 64 tòa thần thành. Tôn luân hồi thánh vương kia nhất mực cung kính nói. Đạo huynh giúp ta tránh thoát kiếp nạn này, luân hồi ta cảm kích bất tận. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lạnh nhạt nói. Phát thệ với ta, người sẽ hiệu chung với ta, tuyệt không phản bội. Ta sẽ giúp người thôn phệ một cái người khác còn lại, khiến cho người trở thành luân hồi thánh vương chân chính. Luân hồi thánh vương nhất thời kinh hãi, khẽ mỉm cười nói. Đạo huynh, người muốn nói điều kiện với ta sao? Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia hờ hững nói. Người không có tư cách nói điều kiện, mạng của ngươi là do ta cứu, bản lĩnh của ngươi không bằng một cái người khác kia. Rời khỏi ta, người nhất định sẽ bị hắn thôn phệ. Phát thệ với ta đi. Luân hồi thánh vương thoáng do dự một chút, ánh mắt chớp động. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lạnh lùng nói. Không cần ý đồ dùng đại đạo luân hồi chuyển rời khế ước hỗn độn. Ta chính là hỗn độn, ngươi không thể gạt được ta đâu. Nếu ta phát hiện ngươi dám động tay chân, ta lập tức thôn phệ ngươi ngay. Luân hồi thánh vương bất đắc dĩ, chỉ đành ký khế ước hỗn độn với hắn. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia vô cùng hài lòng, gật đầu một cái nói. Ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng đều không được hỏi. Ta lệnh cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không được làm trái. Tới lúc đó ta sẽ giúp ngươi thôn phệ một cái người khác còn lại. Luân hồi thánh vương không hề xưng vâng, trong lòng lại có chút không thoải mái. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia phất tay một cái, cuốn luân hồi thánh vương lên. Đột nhiên hỗn độn lượn lờ nuốt chửng bọn họ. Luân hồi thánh vương mở mắt nhìn lại, trong lòng hoảng sợ, chỉ thấy chính mình đã tiến vào hỗn độn cuồn cuộn, xung quanh đều là khí hỗn độn vô cùng nồng đậm. Khí hỗn độn không ngừng ba động, hắn nhìn xuống dưới chỉ thấy vũ trụ giống như hình ảnh trong dòng thời gian như trường hà, nhưng hắn lại không thể tùy ý trở về quá khứ hay đi tới tương lai được. Hắn dù sao cũng không phải là sinh vật hỗn độn, không có năng lực ngao du thời gian, ngao du hỗn độn. Mà trong phiến hỗn độn này vẫn còn có một đám thế giới khác nữa, khiến cho hắn không khỏi cả kinh thất sắc. Đó là đạo giới, trong hỗn độn lại có một đạo giới khác sao? Luân hồi thánh vương cực kỳ kinh hãi. Thánh địa luân hồi của hắn chính là ở trong luân hồi đạo giới. Đạo giới lại trọng điệp với luân hồi đạo giới, bởi vậy hắn vô cùng quen thuộc đạo giới. Mà đạo giới trong hỗn độn này so với đạo giới chân chính thì có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng quả thật chính là đạo giới, không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, gã thần nhân hỗn độn thất khiếu giơ tay lên, chỉ thấy một cái chuông lớn bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Thần nhân hỗn độn thất khiếu nói, người mang theo cái chuông này của ta hạ giới, treo nó trên không trung 64 tòa thần thành, không cần làm bất cứ chuyện gì khác cả. Luân hồi thánh vương nâng cái hỗn độn cự chuông này lên, có chút cật lực. Cái chuông này vô cùng to lớn, cho dù bản thân hắn nâng lên cũng đều có cảm giác cật lực. Có thể tưởng tượng uy lực của nó mạnh mẽ tới mức nào. Cái chuông này khổng lồ như vậy, tất nhiên khó thoát khỏi tay mắt của Thái Hoàng. Nếu như Thái Hoàng phái người tới kiểm tra, vậy thì phải làm thế nào? Luân hồi thánh vương hỏi. Bọn họ sẽ không nhìn thấy đâu. Thần nhân hỗn độn thất khiếu phất ống tay áo một cái, luân hồi thánh vương không tự chủ được, lập tức té thẳng xuống vũ trụ ở bên dưới. Đợi tới lúc ổn định lại thân hình, hắn đã đi tới bên trên không trung của 64 tòa thần thành. Thật kỳ quái mà.
Luân Hồi Thánh Vương không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy cái chung lớn kia vừa rời khỏi hỗn độn liền biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được chính mình vẫn còn đang nâng đỡ cái chung lớn ở trong tay. Thật là kỳ diệu. Ồ, đúng rồi, cái chung này tới từ một cái thế giới trong hỗn độn. Thế giới kia hiển nhiên là một cái hư không giới khác rồi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái chung này hay là dùng đại đạo của hư không giới mà sáng tạo ra. Đại đạo hư không quả thật khó có thể phát hiện ra được. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này thật không tầm thường. Tạo nghệ trên đại đạo hư không vậy mà còn siêu việt hơn cả đại toái. Đã luyện đại đạo hư không thành bảo vật rồi. Bản lĩnh của gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này không khỏi cũng quá cường đại rồi. Đối với đại đạo hư không lại có thể nghiên cứu thâm sâu như vậy. Chỗ thần diệu của kiện hư không chung này nhất định là có quan hệ với hư không giới. Chẳng lẽ là vũ khí hắn luyện chế ra để đối phó với đại toại hay sao? Luân Hồi Thánh Vương thả cái chung lớn xuống, dùng Luân Hồi Thánh Nhãn tinh tế kiểm tra một lần, cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng mờ nhạt của hư không chung. Hắn đứng dậy, ngồi xuống trên mũi chung hư không chung, trong lòng thầm nghĩ. Có hư không chung che lại, một cái ta khác cũng sẽ không thể tìm ra tung tích của ta được. Như vậy ngược lại là một chuyện tốt kìa. Hắn không thể thôn phệ ta, tu vi thực lực sẽ bị trói buộc, không thể tiến lên được, sẽ không vượt qua ta quá xa. Mà ở bên dưới, đại quân do Thiên xuất lĩnh đang lúc đối kháng với 64 tòa thần thành. Trận chiến này mênh mông hạo hãn, từ góc độ của Luân Hồi Thánh Vương nhìn xuống, hơn 2600 tòa lục đạo giới không ngừng xoay tròn, tinh hà hạo hãn. Chư đế chư thần do Thiên xuất lĩnh dùng lục đạo giới làm vũ khí, làm thần binh cắt về phía 64 tòa thần thành. Cảnh tượng to lớn đồ sộ như vậy quả nhiên là vạn thế hiếm thấy. Lần trước sử dụng 3000 lục đạo giới chính là cuộc chiến đoạt đế giữa Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên. Trung Nhạc lệnh cho 3000 đế thi thôi động lục đạo giới phá giải nhất niệm vạn giới sinh của Tứ Diện Thần, đánh cho Tứ Diện Thần bị trọng thương. Mà trình độ thảm liệt của trận chiến này còn vượt qua trận chiến năm xưa. Lục đạo giới cũng không đơn thuần là uy năng cường đại, hơn nữa còn là một đại thế giới bên trong lục giới. Nếu như lực lượng đủ cường đại, thậm chí có thể dùng tinh vực tử vi làm vũ khí nghiền ép địch nhân. Nhưng thế gian không có ai có được lực lượng cường đại đến như thế. Mà lục đạo giới thì lại bất đồng. Lục đạo giới là biết cảnh nguyên thần của 3000 vị đại đế thượng cổ luyện chế mà thành, tự thành một giới. Toàn thể lục đạo giới đều bị tế khởi lên dùng làm vũ khí tấn công 64 tòa thần thành, uy lực của nó có thể là tưởng tượng được. Thực lực của mấy ngàn vị đại đế đã rất không tầm thường, càng huống chi lại cộng thêm 2600 tòa lục đạo giới nữa. Mỗi một tòa lục đạo giới đều giống như 6 cái bánh răng quấn cùng một chỗ, chỉ là đám bánh răng này là dùng kích thước ngân hà để mà đo lường. Tinh hà và tinh hà cắt đứt đan sen, vô số tinh tú trong phút chốc va chạm, hủy diệt, lực bạo tạc đáng sợ tới mức nào đây. Đương nhiên, các sinh linh sinh hoạt trong lục đạo giới tự nhiên là gặp tai ương rồi. Va chạm trực tiếp với hơn 2600 tòa lục đạo giới chính là 64 tòa thần thành. Vân Quyển Thư đích thân khống chế Luân Hồi Thiên Cầu, điều khiển vũ trụ thiên đồ, trường khống 64 tòa thần thành, thần quan, toàn bộ lực lượng cuối cùng đều tập trung ở trên tiền tuyến, biến thành thần thông của Trung Nhạc. Tiên Thiên Thần Đao chảm đạo, đao quang khổng lồ bộc phát, giống như Trung Nhạc đích thân chém xuống vậy. Đao quang kinh thiên động địa cắt ra từng tòa lục đạo giới, bẻ gãy nghiền nát, không ai có thể đỡ nổi một đao. Nhưng số lượng lục đạo giới quá nhiều, lại có chư đế liên thủ đối kháng với thần đao chảm đạo, khiến cho Vân Quyển Thư không thể không liên tục biến chiêu. Lục đạo giới đã đủ để quấn lấy Vân Quyển Thư được rồi. Thiên quan sát cuộc chiến, mỉm cười nói với Hách Liên Khuê Ngọc. Bệ hạ, người có thể để cho chư đế còn lại xuất đóng, đánh hạ những thần thành này rồi. 64 tòa thần thành vừa vỡ, Vân Quyển Thư nhất định sẽ thua. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 362 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.